Alo alo, review đến em một sản phẩm rất là thú vị cho các bé. Đây là cái két sắt mini, hay chưa? Cái này mua về tặng các bé chơi thì các bé sẽ thích mê cho mà xem. Lại có cả mở khóa bằng khuôn mặt cơ mà. Rồi, bên trong hộp chúng ta sẽ có cái màu hồng nam tính, có cả tai thỏ luôn, có cả tiền luôn cho anh em. Ui, rất là nhiều tiền luôn này. Tiền trang trí cũng khá là đẹp. Đây sản phẩm anh em. Đấy, màu hồng này, pha chút trắng với cả xanh này. Trên có cả quai sách luôn. Trên thì anh em có thể đút đồng xu. Rồi phía trước thì có những cái phím bấm, phím mã số này, từ 1 đến 8 các kiểu này. Có mở khóa vân tay, mở khóa khuôn mặt này. Ui, ở dưới là khe chứa pin, sách đi chơi thôi. Rồi cách hoạt động rất là đơn giản. Đầu tiên là mã số là 4 số 0. Anh em sẽ ấn mở khóa rồi ấn 4 số 0. Hướng dẫn sử dụng như trên màn hình như này. Đấy, nó có tiếng, tất nhiên là tiếng tàu rồi. Cái này khá là thú vị nhá, mình mò mãi mới ra. Đấy, phải Google dịch mãi mới ra. Đó là chúng ta sẽ bấm mở khóa xong rồi chúng ta sẽ nhìn vào cái khuôn mặt đấy để nó mở khóa. Cái này khuôn mặt vui vẻ thôi, nó như kiểu là chúng ta che cái đèn đi ấy thì nó sẽ mở ra. Khá là thú vị, như kiểu mở khóa khuôn mặt đấy. Đó, mở ra bên trong hộp như này, đựng cũng thoải mái tiền thôi. Đấy, anh em thấy có cả cảnh báo khi chúng ta không đóng nắp nhá, hay chưa? Ui, đầy đủ luôn anh em ạ. Rồi chúng ta đút tiền thì cứ nhét vào bình thường thôi là nó tự hút vào. À, như két sắt người lớn luôn, như két sắt thật luôn. Nhét vào lại có cả nhạc luôn nha anh em. Đó, thì trên nhét tiền xu, dưới nhét tiền giấy. Mỗi lần nhét sẽ có một bản nhạc. Anh em thấy sản phẩm này thú vị không? Đầy đủ luôn mọi chức năng luôn mà giá thì rẻ bèo. Em quan tâm thì xem dưới video nhé. Đồ chơi thú vị cho bé.